Ngoài trời đâu, thực sự luôn, cái bát nó rất là sâu mềm. Thì như hôm nay em thông báo rồi, em thì mình về được mấy model súp toàn phân khúc cao cao thôi, nhưng số lượng nó có ít các bác ạ. Bản thân trước mắt các bác đây đang nghe và được Hiếu Minh review trên quả súp súp driver, nó thiết kế nó giống như quả optimal đấy. Đây là dòng súp thưa của Pháp các nhá, súp bát là bát Vinci đấy, Crash Auto rất đẹp luôn. Dòng này ấy thì nó thiết kế thùng nó sâu lên cho cái giải bát ra rất là mạnh và uy lực. Và trước giá quả này hiện tại Hiếu Minh đang trả bán giá là 6 triệu đồng trên một em này thôi nhá. Công suất cực khủng luôn, 1200W ở độ trở 8 ohm. Để đánh được quả súp này các bác, anh em phải chơi cho em có đẩy tầm 1200W mới đánh được quả súp này nhá. Lưu ý hôm nay toàn súp cao cấp thôi. Súp optimal thì vậy, quên nó optimal và em review rồi. Thì tiếp theo em review đến quả súp Crash Auto này. Để gì cái. Vâng. Nghiêng lên tiến ơi, nghiêng lên anh xem cái này là phần hậu gì, view hậu đó. Đây là dòng súp mặt coi nhá, súp mặt bát 50, có thể thấy này, 1200W ở lối trở 8 ohm ạ. Giải lên đến 134 dB, rất cao luôn, design in funky. Dòng súp đến từ thương hiệu Pháp, nhưng hôm nay em nhập về tổng cộng là 2 model thương hiệu Pháp, gồm Optimo và con Crash Auto này. Cái dòng Crash Auto này, cái viết tắt của nó giống như con Optimo, tiếng rất hay luôn. Đo anh ấy thước, kích thước với nào. Dòng này thì thiết kế thùng đây, để dịch cho anh đi vào đã. Xoay đi. Đấy. Các bạn thấy đây, cái thùng này, thùng gỗ ván ép chống nước, gỗ Bạch Dương, thiết kế rất là chắc không nhá. Đấy. Bề sâu của em này là 78 nhá. Con này thì rất sâu, 78 liền cơ ạ. Nhưng nó gọn lắm, bề ngang thì gọn. Bề ngang là 56. Bề cao, bề cao là 62. Nghĩa là dòng này thiết kế rất gọn, chỉ có mỗi cái chiều sâu này em thấy nó đánh giá là sâu. Đấy, nhưng sâu thì giải bát nó ra rất là hay. Và một quả súp này hiện tại xin nhắc lại là với mức giá 6 triệu đồng trên quả này, có sử dụng cho mình driver cực khủng luôn. Driver đánh 1200W, đánh rất khủng và đào đánh khủ không ăn rộng. Thì rồi thiết kế tút mặt tổng thể nhá, rất đẹp luôn. Em chưa tút tát gì đâu, hàng em về quay mộc luôn, từ bụi bận và bẩn các thứ là đã quay, đã dọn dẹp gì đâu. Thì đây em sẽ quay đây. Cái này có về mấy quả? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả. Có 3 đôi, 6 quả. Crash Auto Crash, chung là củ bát. Bát là bát BMC quá nhá, BMS OM BMS, nên là sự liên kết giữa BMS và OM. Crash Auto TBX18. Và sử dụng đít lồi quá nhá, bát từ 220 con 100 đít lồi. Xoay cho anh này, bát BMC thì tiếng bát BMC thì tiếng bát nó rất là hay rồi, khỏi nghĩ rồi. Nhện nhá, đối dòng này nhện thì nhện dưỡng không nhá, nhện dưỡng luôn ạ. Đặt bát lên, bát dòng này màng nó rất là dày, màng nó dày mà nó em còn tưởng như dày như cái bát côn 125 ấy, màng rất dày.
gân vải tạo sóng. Cái dòng này thì gân vải tạo sóng này thì tiếng bát nó ra rất là sâu, và gân vải thẩm dầu 3 lớp các nhá. Dầu 3 lớp. Thùng quét rất đẹp. Rất đẹp. Gỗ bạch dương nhiều lớp. Dây. Cái phần hậu sau đây. Nói chung cái dòng này thiết kế nó biết mô tả làm sao nhỉ? Nó thiết kế quả này em thiết kế nó y xì như quả Koda. Koda bắt 50 mà Hiếu Vinh đang bán. Thì Koda thì nó hơi cứng, thì Koda thì giá được 19 quả thôi. Thì quả này Hiếu Vinh bán thì giá là 6 đồng. 6 đồng quả này. Bờ giá 6 triệu bác không mua được một quả súp nào mà hàng mới của hãng cả. Bờ bác mua bình thường, bác mua hãng gọi là hàng đặt tên, hàng OEM thông thường thôi ạ. Bác mua OEM thông thường thôi thì giá nó lanh quanh là 7 triệu 2, 7 triệu rưỡi quả. Thì em mua quả bãi giá rất là đắt, giá êm rất nhiều. Quả thị trường đang bán hàng mới, đang bán đâu đó khoảng 17, 18 triệu một quả này. Anh em mua bãi nó êm được 6-7%. Bãi hàng lướt lướt này. Chân nó nhiều. Chân đằng này đúng không? Chân đằng này thì bác nhìn cái thanh của nó, thanh chân của đằng này nhá, nó thiết kế chân này. Cái chân này nó thiết kế chân chân gỗ nhá. Chân gỗ lồi để chạy dọc, nó thiết kế nó giống như cái quả súp của Lexo. Thế nào thì cái dòng này thiết kế nó kiểu vậy. Ở phần bên trên này thì nó có thanh sống trên, còn đây là thanh chống dưới để làm chân nhé, chân bên dưới này. Còn đâu bên trên nó chống, chống chìm nhé. Thì mình vừa xong vừa cũng làm bài test review chi tiết của quả súp súp driver Bass BMC, công suất hoạt động lên đến tận 1200W ở độ trở 8 ohm, đánh cực quý lực, hay, đẹp và gọn. Những gì mà tiêu chí riêng hôm nay xúc về toàn phân khúc cao để phục vụ các bác anh em dịp lễ Tết này. Thì thường thường Tết thì số lượng xúc về bên em về gần như là nó cũng chẳng lịch gì về. Em sau lô này cũng chẳng có hàng về. Thì gần như xúc em bán đâu hết đến đấy, cháy xúc các bạn, không có hàng để bán. Em chỉ ước có hàng ngàn quả xúc một phát cũng đủ tiền ôm phát ngay, nhưng không có. Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm những quả xúc bãi xịn chất cao cấp, giá thành hợp lý thì liên hệ đơn vị Euro nhé. Cho hoạt động đến 1200W độ lực trở 8 ohm. Cực khủng, đây là lần đầu tiên Hiếu Minh cập nhật, cũng như là lần đầu tiên Hiếu Minh nhập được quả súp với công suất lớn như vậy ở khúc súp đơn Bass 50. Đấy, thì một khúc súp đến từ thương hiệu Pháp. Số lượng có ít, tổng có 6 quả thôi, không nhiều. Và sau clip này thì Hiếu Minh lại review đến toàn thể anh em quả súp USA, quả USA này có mấy quả đâu? 1 2 3 3 quả. Sau lô súp quyết A này thì em sẽ review đến cho anh em tổng có 4 model, mà về 35 36 quả thì về tổng cộng 4 model. Thì một mô số model xúc nữa là súng driver là Bass Kedson. Các chắc các bác chưa bao giờ mua quả như là Bass Kedson, bác thường bác chỉ mua trên full thôi, nhưng mua được súc Kedson mà súc từ 50 này gần như có. Đây là em sẽ sau quả súc quyết A sẽ review đến súc, nhưng đợt này sẽ quay liền phát 4 clip về súc cho anh em trải nghiệm chơi súp quyết A, sẽ review ngay sau đây. Và trước mắt các bác là quả súp của Rad Auto, hay nó giống quả Optimal. Em cứ nhìn cái logo này giống quả Optimal, giá thành hợp lý ghê, công suất khủng. Anh em có nhu cầu liên hệ em nhé. Xin chào, tạm biệt.